Ta cùng lắng nghe ý kiến từ giáo sư Trần Văn Khê và con chào thầy. Dạ thưa thầy, thầy có thể chia sẻ một chút về cái hay của đồ ăn mình được không thầy? Cái người Việt Nam đó, chúng ta ăn luôn luôn là không phải ăn bình thường, chúng ta ăn theo thiên nhiên, chúng ta ăn theo phải ngon mà lành, tức là luôn luôn sạch sẽ. Mà thứ nhất là cái ăn của chúng ta là cái ăn khoa học. Mà cái ăn khoa học đó là thế nào? Tức là làm sao cho âm dương nó tương xứng, hàn nhiệt phân minh. Là chẳng hạn như khi cái gì mà mặn nó là dương, mà cái gì ngọt với chua là âm. Cho nên quý vị thấy khi nào mình làm nước mắm đó, là nước mắm nó mặn, thì giờ mình bỏ cái gì? Chanh là sao? Là chua. Giấm là cái gì? Chua. Đường là gì? Ngọt. Ngọt. Thì là cái đó là ngọt, nó chín, nó đi qua nó, trên nó gặp như cái mặn đó, nó làm thành ra cái âm dương nó có cái quân bình. Rồi khi nào mà kho thịt thì kho nước mắm cũng gọi là mặn, kho cá cũng nước mắm cũng mặn, thì cho gì? Cho nước màu, mà nước màu đó là đường, có khi thêm chút đường, lại có khi thêm chút nước dừa xiêm. Thì tất cả mấy cái đó ăn là khoa học. Mà rồi khi nào cái nào ngọt quá thì nó cho chút, phải cho chút muối, thì dưa hấu ngọt quá phải thêm chút muối. Mà hay khi bưởi mà chua quá thì sao? Thì cũng thay chút muối. Cái nó bớt chua. Bởi vì cho nên là âm dương. Mà cái người phương Tây ăn thua mình. Hay ăn bưởi thì nó chua, bỏ thêm đường thiệt nhiều, cái thì âm thanh mà dương suy. Âm thanh dương suy thì thành ra thua. Ăn cũng họ ăn tới chừng khi mà họ khám phá được ăn bưởi mà ăn với muối đó, thì thiên hạ ai cũng quan nghênh hết. Có nên nhiều lần tôi đã giới thiệu cho người nước ngoài mà ăn cái chuyện đó rồi, từ đó tới sau nhất định không bao giờ ăn bưởi mà ăn với đường. Ngoài ra cái chuyện chúng ta thấy rằng như hồi nãy Quỳnh Hương cũng có nói chuyện, là chị cháu công dân cũng có nói chuyện, cái âm dương đó là quan trọng lắm. Mà người Việt Nam không phải chỉ ăn âm dương thôi, người Việt Nam ăn đó, phải còn không phải ăn bằng cái miệng không, phải ăn bằng ngũ quan, tức là ăn toàn diện. Trước hết phải dòm coi cho nó đẹp, phải có đủ màu, và phải có rằng đen trắng vàng xanh đỏ, phải có ngũ vị, phải có ngọt mặn chua cay đắng, ngọt mặn chua cay béo. Thì tất cả cái ăn đó nó là làm cho chúng ta thấy rằng không phải là ăn bằng cái miệng không, ăn con mắt trước, rồi phải có đủ muối ăn làm sao cho nó ngon. Chẳng hạn nước mắm bay mùi nó thơm, mà nước mắm rồi mà có khi chưa đủ phải cho chút cà cuốn cho nó bay cái mùi lên cho được. Rồi ăn vô đó cái là nghe luôn, tới vô trong miệng nhai phải có cái gì mềm mềm chút như bún, mềm dai dai chút như thịt, mà phải có giòn giòn như chút là như là đậu phộng rang. Ăn rồi nhai rồi lỗ tai bắt đầu mới nghe rớp rớp cấp rớp cấp. Ăn như vậy nó khoái lỗ tai. Mà có nhiều khi ăn như là chưa đủ, phải ăn bánh phồng tôm mà ăn cũng chưa đủ nữa, phải cầm bánh tráng phải bẻ rớp 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 rớp, thì chừng đó ăn mới thú vị. Chừng đó đó tất cả mấy cái đó ăn rồi đó, chừng đó thưởng thức mà ăn vô một cái đa vị, ăn rất ngon. Mà quý vị thấy, cô chẳng hạn như mà nổi cái chuyện nem nướng không đó, nó nổi cái chuyện thịt nó ướp như thế nào, rồi phải ăn có khế chua, phải ăn có chuối chát, rồi phải ăn có rau sống cay cay, rồi ăn ớt, rồi ăn cái nước chấm, rồi tương, mà tương đó nó mặn, rồi cho một chút đường vô, rồi cho một chút luôn cái gì béo béo, chẳng là nếp mà nấu ra, hoặc là hột điều. Thì tất cả cái đó người Việt Nam ăn đa vị, không phải đơn vị mà ăn đa vị. Thầy nói con có cảm giác như là thức ăn của người Việt mình là cả một cái nghệ thuật, thưa thầy. Đúng, ăn cái cả nghệ thuật. Cho nên khi mà tôi nói chuyện người phương Tây nghe, người phương Tây nói trời đất ơi, ăn Việt Nam sướng quá, chẳng những còn thêm cái này nữa, là chúng ta ăn rất dân chủ. Ăn dân chủ tức là dọn hết để trên bàn, ai thích cái gì ăn cái đấy. Chứ không phải như tôi, khi xưa tôi đi qua bên Pháp, có khi tôi ăn khoai tây tán tôi hơi ngán, mà gặp tới chân vô cho một dĩa khoai tây tán, bắt buộc phải ăn cho hết, lịch sự. Ăn không hết vô phép. Thì còn mình khi nào mở mình không ưa đó, thì không ăn, mà ưa gấp nữa. Ăn dân chủ. Ăn dân chủ. Ngoài ra đó, mình cái ăn đó, cái ăn cộng đồng. Không phải ăn ích kỷ. Dọn thì dọn hết trong bàn, nhưng mà tô canh để bên chính giữa, nồi cơm để bên chính giữa. Mọi người đều gặp nhau trong tô canh, mọi người đều gặp nhau trong nồi cơm. Ăn tức là cộng đồng với nhau. Mà ăn Việt Nam có học,
Bởi vì cho nên người Việt Nam luôn luôn dạy con thì dạy học ăn, học nói, học gói, học mở, học dạy ăn trước. Ăn phải coi nồi, ngồi phải coi hướng. Ăn phải biết liệu cơm gấp mắm. Và hãy người nào khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Con xin được cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Dạ thưa, và đây là một bó hoa. Con xin được thay mặt cho tất cả các anh chị em của chương trình Thay Lời Muốn Nói, xin được kính tặng thầy. Chúc thầy thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục hưởng được nhiều mùa xuân nữa thầy nha. Con xin được thầy rất là nhiều.